Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét. Dự báo là đêm nay nhiệt độ thấp nhất là 8 đến 11 độ C, vùng núi là 3 đến 6 độ C và một số nơi ở vùng núi cao có thể có mức nhiệt là dưới 0 độ C. Băng giá tiếp tục xảy ra ở các đỉnh núi cao như là Mẫu Sơn của Lạng Sơn, Phia Oác của Cao Bằng, Phan Xipang của Lào Cai, thậm chí có thể xuất hiện cả mưa tuyết. Khách du lịch và người dân khi mà lưu thông trên các cung đường đèo có băng giá cần phải hết sức thận trọng. Giá rét nên nhiều gia đình cũng sẽ sử dụng thêm đèn sưởi và các thiết bị sưởi ở trong nhà. Tuy nhiên quý vị lưu ý là chúng ta không nên bật sưởi liên tục ở trong phòng kín bởi vì sẽ làm cho không khí bị tù động. Cũng không nên để nhiệt độ quá nóng, không khí bị khô, ảnh hưởng đến hô hấp. Quý vị chú ý là cần phải đặt các thiết bị sưởi cách xa người, rồi là đồ nội thất và các vật liệu dễ cháy ít nhất là 1,5 mét để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ. Với khu vực miền Trung thì cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Các thành phố từ Vinh trở vào đến Tuy Hòa thì sẽ có mưa dông và cục bộ có nơi mưa to kèm theo dông. Ở nửa phía Bắc thì trời sẽ rét, từ Huế trở ra sẽ có mức nhiệt là không vượt quá 20 độ C. Trái lại, Tây Nguyên thì thời tiết vẫn nắng ráo. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột chung mức nhiệt là 27 độ C, riêng Đà Lạt là 24 độ C, thời tiết dễ chịu. Nam Bộ thì nắng mạnh và nóng hơn, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi các nơi khác như là Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một hay Biên Hòa, 34 độ. Cần Thơ và các nơi còn lại của khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng khá cao, đều là từ 32 đến 33 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, gió Đông Bắc cũng gây ra sóng to, biển động. Vùng biển của khu vực Vịnh Bắc Bộ thì có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau, ra tới phía tây của huyện đảo Trường Sa thì có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ở quanh huyện đảo Hoàng Sa, gió khu vực này mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.